Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ U19 Việt Nam năm 2016, lứa học trò dưới tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc giành quyền vào chơi vòng chung kết U20 World Cup năm 2017 trên đất Hàn Quốc, trong lần đầu tiên được tham dự một kỳ World Cup lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là một lứa cầu thủ rất tài năng với những Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng và Nguyễn Hoàng Đức. Ở trận đấu khai màn, U20 Việt Nam gặp đối thủ U20 New Zealand. Phút 86, khi tỷ số đang là không đều, Đức Chinh nhận đường truyền dài và tăng tốc bên phía cánh trái. Tiền đạo người Phú Thọ căng ngang vào bên trong cho người đồng đội Hoàng Đức. Tiền vệ người Hải Dương trong một tư thế khá thoải mái, không chịu sự theo kèm gắt gao, nhưng lại băng lên và đệm bóng thẳng lên phía khán đài. Hoàng Đức lập tức trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, trở thành cái bia đỡ đạn, chống đỡ mọi mũi giáo, những lời chửi rủa và miệt thị, chê bai, nghiệt ngã nhất. Người ta mỉa mai Đức bằng cái biệt danh tội đồ chân gỗ hay kẻ vô dụng. Bởi kết thúc trận đấu này, U20 Việt Nam chỉ có một điểm. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thất bại với tỷ số 0-4 trước U20 Pháp, cũng như 0-2 trước U20 Honduras và sớm phải xách ba ly về nước ngay từ vòng bảng. Nếu Hoàng Đức không bỏ lỡ một cách vô duyên và khó hiểu trong tình huống này, rất có thể U20 Việt Nam giành tấm vé vào vòng trong. Kết thúc một kỳ U20 World Cup vừa đáng nhớ với toàn đội, nhưng lại đáng quên với Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 trở về câu lạc bộ Viettel tiếp tục tập luyện và cái tên Hoàng Đức sau ấy dần chìm vào sự quên lãng. Trong khi những Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải trở thành người hùng ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 trên đất Thường Châu, thì Hoàng Đức lại ngậm ngùi, lại thất vọng và tiếc nuối, cũng như chỉ biết tự trách bản thân mình. Thế nhưng trong bóng đá có hai dạng cầu thủ khá phổ biến. Đầu tiên là mẫu cầu thủ sau khi phạm sai lầm và bị ném đá quá nhiều sẽ bị thui chột tài năng và cứ dần dần chìm đi. Thứ hai là những cầu thủ mắc lỗi đáng trách, nhưng sau khi bị chỉ trích lại kiên cường, mạnh mẽ đứng lên, chấp nhận làm lại từ đầu. Hoàng Đức là mẫu cầu thủ tiêu biểu cho mẫu thứ hai. Trở về câu lạc bộ Viettel, Hoàng Đức miệt mài tập luyện, không ngừng nỗ lực và cố gắng. Đầu tiên là một suất đá chính cho màu áo đội bóng áo lính. Tiếp theo đó, Hoàng Đức giúp đội bóng chủ quản từ giải hạng nhất 2018 được thăng lên hạng V-League 2019. Để rồi đến kỳ SEA Games 30, một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong môn bóng đá nam, một trong những cái tên chơi thăng hoa nhất cho màu áo U20 Việt Nam chính là kẻ tội đồ năm nào ở lứa U20. Thậm chí, hồi cuối tháng 3 vừa qua, người đội phó của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 cũng chính là Hoàng Đức. Ở giải đấu này, Đức Bơ cũng đóng góp một bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Đây là tình huống khá giống với pha bỏ lỡ của chính Đức ở vòng chung kết U20 World Cup. Thực tế, ở những giải đấu như ASEAN 2018, AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng rất muốn triệu tập cậu cho người Hải Dương, nhưng cứ hết lần này đến lần khác, không vì lý do chấn thương thì cũng vì lý do cá nhân hoặc những cầu thủ khác chơi hay hơn mà Hoàng Đức cứ liên tục lỡ hẹn với các cấp độ đội tuyển quốc gia. Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30 chính là hai giải đấu làm khán giả phải hô vang cái tên Hoàng Đức. Cú ra chân lập siêu phẩm đẹp mãn nhãn của tiền vệ 21 tuổi ở trận thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước U22 Indonesia không chỉ trực tiếp mang về 3 điểm cho U22 Việt Nam, không chỉ làm người hâm mộ nước nhà vỡ òa trong cảm xúc, mà đây còn là dấu ấn đậm nét, là cột mốc đáng khâm phục trong quá trình trưởng thành trong gần 2 năm sửa sai của Hoàng Đức. Cái tên Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức được đưa ra ánh sáng, đặc biệt là sau khi Quang Hải, người đội trưởng và cũng là trụ cột không thể thay thế trong tay huấn luyện viên Park, dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu hết giải. Không ngoa khi nói, Hoàng Đức và một phần nào đó là Đỗ Hùng Dũng đang chơi cực hay khi chám vào cũng như làm nhiệm vụ của Quang Hải. Thực tế, Hoàng Đức là mẫu cầu thủ cực kỳ đa năng. Ngoài tiền đạo cánh và tiền vệ trung tâm như chúng ta vẫn thường thấy, trong màu áo câu lạc bộ Viettel, Đức còn được huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên bố trí ở các vị trí như là tiền vệ công, tiền vệ phòng ngự, thậm chí là cả trung vệ lẫn hậu vệ trái. Hoàng Đức cũng là mẫu cầu thủ thuộc dạng của hiếm của bóng đá Việt Nam. Thứ nhất, Đức sở hữu một ngoại hình lý tưởng nếu xét trên bình diện châu Á. Anh cao 1m83 và có cơ thể khá cân đối. Điểm yếu của Hoàng Đức là thể lực và tốc độ. Thế nhưng điểm mạnh của anh cũng chính là những điểm mạnh của Quang Hải. Đó là khả năng tạo ra sự đột biến, là khả năng kiến thiết, sáng tạo lối chơi cũng như sút phạt. Đức Bơ cũng có một vài điểm tương đồng với Mesut Ozil và James Rodriguez, những số 10 xuất sắc của bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, cái chân trái của Hoàng Đức cũng ma thuật, lắt léo và nguy hiểm, chẳng khác gì cái chân thuận của Quang Hải. Hoàng Đức là mẫu cầu thủ thi đấu khá đồng đảnh, chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn và có phần hòa mỹ. Thậm chí, Đức có thể chơi một cách vật vờ và nhạt nhòa phần lớn thời gian của trận đấu, để rồi bất chợt tỏa sáng bằng một cú ra chân thần dầu như bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước U22 Indonesia. Chấn thương nặng của Quang Hải là một mất mát lớn đối với toàn đội,
Nhưng ban huấn luyện U22 Việt Nam có thể tạm thời yên tâm bởi Hoàng Đức đang trình diễn một phong độ rực sáng qua nhiều trận đấu. Nếu Hải Con để lại một lỗ hổng không nhỏ nơi hàng tiền vệ cũng như vị trí tiền đạo cánh thì Hoàng Đức sẵn sàng chám vào những khoảng trống ấy, sẵn sàng làm thay tất cả nhiệm vụ của người đồng đội sinh năm 1997. Trong thế giới bóng đá hiện đại, mẫu số 10 cổ điển dù nhận được sự yêu mến từ các khán giả nhưng đang dần tuyệt chủng. Bởi càng về sau, các huấn luyện viên càng không quan trọng cái đẹp mà điều cần thiết nhất chính là một trận thắng. Chưa kể lối chơi sở trường huấn luyện viên Park chính là phòng ngự chặt, phản công nhanh. Vì vậy sẽ không có chỗ cho sự chậm rãi, khoan thai hay là ung dung quá mức của những số 10 cổ điển. Hoàng Đức đã thay đổi để trở thành một mẫu số 10 hiện đại, thậm chí anh có thể chơi như một số 8 trong trận hòa 2 đều trước U22 Thái Lan và một số 6 thực thụ. Ngoài kỹ năng cầm nhịp, điều phối bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu, Hoàng Đức cũng đang rất nỗ lực và cố gắng để cải thiện khả năng phòng ngự của mình. Ở trận hòa quý giá trước những người Thái, Đức Bơ dù không trực tiếp ghi bàn cũng chẳng kiến tạo nhưng lại đóng vai trò quan trọng chẳng khác gì một chiếc chìa khóa. Bộ đôi Hoàng Đức và Hùng Dũng đã đóng góp rất nhiều vào thế trận pressing cường độ cao và gây áp lực lớn lên các thủ U22 Thái Lan của thầy Park. Hai tiền vệ trung tâm này cũng rất tích cực đánh chặn, thu hồi bóng và tranh chấp giữa sân, không ít lần chặn đứng những đợt lên bóng của các tiền vệ bên phía đội bóng áo xanh. Không chỉ có vậy, những pha đi bóng và dê dắt của Hoàng Đức cũng mang lại sự đổi biến cao. Một trong số đó đã gián tiếp trở thành quả phạt đền, giúp Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng quân bình tỷ số của trận đấu. Đó là tình huống đi bóng tốc độ bên phía cánh phải rồi tung ra pha tỉa bóng tinh tế sẽ toang hàng phòng ngự đối phương, buộc hậu vệ Chát Trai phải phạm lỗi với Tiến Linh sau khi tiền đạo thuộc biên chế BKMX Bình Dương nhận bóng. Ngoài ra khi không có Quang Hải và Triệu Việt Hưng trên sân, Hoàng Đức sẽ là người thực hiện các quả phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của U22 Việt Nam. Các quả phạt góc cũng là một trong những miếng đánh cực kỳ nguy hiểm và lợi hại của thầy Park ở kỳ SEA Games năm nay. Không quá khi nói, Hoàng Đức và Hùng Dũng chính là lời giải cho bài toán hóc búa mang tên chấn thương của Quang Hải. Trong mỗi đội bóng, vai trò của người cầm nhịp, người kiến thiết và sáng tạo lối chơi là rất quan trọng. Đó cũng là lý do mà mỗi đội bóng thường chỉ có duy nhất một số 10 trên sân. Tầm ảnh hưởng của cầu thủ này có thể được so sánh với một mắt xích giúp hệ thống trong khâu tấn công vận hành một cách trơn tru, mềm mại và mượt mà hơn. Hoàng Đức là cầu thủ không thường xuyên xuất hiện trên trang đầu của các mặt báo, nhưng luôn giữ vững một phong độ rất ổn định cùng với một tinh thần thi đấu bình tĩnh, điềm đạm và có phần lạnh lùng. Sau hai bàn thua đáng tiếc, chóng vánh và bất ngờ của U22 Việt Nam do công của Supachai và Supanas, đa số các thành viên của đội đã bị đặt nặng áp lực về mặt tâm lý cũng như tinh thần. Nhưng Hoàng Đức thì không hề, anh đã quá quen với những áp lực khi trở thành tội đồ ở vòng chung kết U20 World Cup năm 2017. Đức vẫn giữ vững được sự sáng suốt, tỉnh táo và dần dần cùng người đàn anh Hùng Dũng trở thành chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Khi một đội bóng bị dồn vào thế chân tường và nhận hai gáo nước lạnh trong vòng vài phút thì trình độ chuyên môn chưa chắc quan trọng bằng tâm lý thi đấu. Có thể với chúng ta, 2 năm vừa qua là 2 năm rất thành công của bóng đá Việt Nam, đó là một quãng thời gian thật đẹp. Nhưng với Hoàng Đức thì ngược lại, từ một cầu thủ được nhận định là tài năng đáng giá trở thành một kẻ tay trắng. Trong khi những người bạn, những người em nhận được sự tán dương, sự hâm mộ cuồng nhiệt và niềm tin yêu tuyệt đối của khán giả thì Đức thậm chí còn không có tên trong danh sách triệu tập và vẫn miệt mài khổ luyện cho màu áo câu lạc bộ Viettel. Hoàng Đức giờ đây đã khác, không còn yếu đuối, không còn dễ bỏ cuộc và không còn mỏng manh như trước nữa. Anh đã là một chàng thanh niên mạnh mẽ, một cầu thủ tương lai của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đức đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi 21 của mình. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đặc biệt là những người trẻ. Quan trọng là khi sai lầm họ sửa sai như thế nào. Nếu xét kỹ, Hoàng Đức có đôi nét khá giống với Nguyễn Tuấn Anh. Nếu như tiền vệ gốc Thái Bình đã không ít lần lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia vì những chấn thương, thì Hoàng Đức cũng chẳng ít lần phải theo dõi các đồng đội thi đấu qua TV. Nhưng cả hai người họ đã mạnh mẽ và kiên cường đứng lên, trở thành hai trong số những tiền vệ hào hoa của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Nền bóng đá nước ta đang có một thế hệ cầu thủ tài đức vẹn toàn, đang có những chàng trai trẻ trung, giàu sức cống hiến, giàu lòng khát khao và sức chiến đấu. Nguyễn Hoàng Đức là cái tên tiêu biểu. Với những con người như hiện tại, U22 Việt Nam và xa hơn là đội tuyển quốc gia sẽ trở thành một đội bóng rất mạnh, có chiều sâu trải đều trên các tuyến. Xin được chúc cho Hoàng Đức và các đồng đội sẽ giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Đó không chỉ là danh dự của người Việt, mà còn là sự tự hào cũng như niềm tin yêu của hàng triệu con tim yêu đội tuyển. Chúc cho Hoàng Đức sẽ giữ vững phong độ như hiện tại và sớm trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam.